chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn chủ đề đó là dự đoán tháng 3 của bạn theo từng tuần nhé. Thì mỗi một tuần, mỗi một tháng chúng ta sẽ có khoảng 4 tuần đúng không? Thì mình sẽ xem lại cái lịch đây xem là chúng ta có bao nhiêu cái tuần nhé. Bao nhiêu tuần trong cái tháng 3 này nhé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có thể chọn 5 tụ bài ở đây tương ứng với mỗi tuần. Mình lấy ví dụ như là các bạn chọn tụ 1 này cho tuần số 1 chẳng hạn, thì các bạn có thể comment ở phía dưới nhé. Chúng ta có 10 sự lựa chọn ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, hãy chọn cho mình những cái tụ bài ở đây. Các bạn có thể lựa chọn từ 4 đến 5 tụ bài. 5 tụ bài đi, cứ chọn 5 tụ bài cho mình đi nhá. Thì các bạn bắt đầu có thể tính được từ tuần này được rồi đấy. Đó, ví dụ các bạn comment là tuần thứ nhất là tụ bài số 10, tuần số 2 là tụ bài số 3. Các bạn comment ở phía dưới để không bị lẫn và không bị quên nhé các bạn nhé. Rồi, và ngay bây giờ không để các bạn chờ lâu, chúng ta lại đến với số 1 chào nhé. Các bạn, tuần đầu tiên ở đây, đây là tuần của tụ bài số 1 ở đây. Thì các bạn còn những cái sự kiện sau đây. Thứ nhất ý, là mình thấy rằng là có thể sẽ có một vài rắc rối đến với các bạn trong tuần này. Thì cũng không rõ cái rắc rối này nó đem đến cho bạn điều gì, cụ thể nó ra làm sao, bởi vì thực ra bài trài nó chỉ mang tính chất là dự đoán về mặt sự kiện thôi. Cho nên là hãy chú ý nhiều hơn trong cái tuần này của các bạn nhá. Rồi, cái điều rắc rối này thì nói chung đây là một cái sự kiện mang tính, đấy chính là có thể là các bạn bị buộc tội gì đó chẳng hạn, mà có thể cái tội đấy các bạn không có làm. Nên là điều này nó sẽ gây nên một vài những cái vấn đề trong cuộc sống của các bạn. Số 2, điều tiếp theo mình thấy đấy chính là bên cạnh đó các bạn còn phải đối diện có một ai đó họ khá là cứng đầu và họ không chịu thay đổi đâu. Thì có thể là bạn sẽ gặp gỡ và tương tác với cái người này, và có thể chính cái người này sẽ cho bạn rất là nhiều những rắc rối và rất là nhiều những cái vấn đề ở đây. Ví dụ như người này làm ra gây ra tội nhưng mà họ không thay đổi, và cuối cùng cái người phải chịu trách nhiệm ở đây là bạn chẳng hạn. Cho nên là mình thấy rằng là bạn sẽ gặp hơi rắc rối vấn đề trong cái tuần của cái tụ bài số 1 này. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là bạn yên tâm ý, cái thành công của bạn ý nó sẽ được đảm bảo với một cái kế hoạch tốt và sự làm việc chăm chỉ. Tức là chỉ cần bạn có một cái kế hoạch tốt trong công việc và làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ đạt được cái thành công ở đây. Cái số 4 ở đây mà mình thấy đấy chính là các bạn hãy kiên nhẫn cái giải pháp cho những cái tình huống các bạn gặp phải trong cái tuần của tụ bài số 1 ý. Đấy chính là kiên nhẫn, và bởi vì cái sự kiên nhẫn ý nó sẽ giúp bạn vượt qua được cái vấn đề nhá. Rồi, đó là số 1 ạ. Chúng ta đến với số 2. Wow. Số 2 thì các bạn có những cái sự kiện như sau. Đầu tiên ý, mình thấy rằng là các bạn sẽ rơi vào một cái tình huống nào đó, nhưng mà nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Tình huống mang tính chất tạm thời là như thế nào? Có nghĩa là cái tình huống đó nó sẽ không kéo dài, nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi và nó sẽ hết. Chính vì thế mà hãy nhận biết được rằng là cho dù cái tình huống các bạn gặp phải nó là cái khó khăn hay là nó là cái gì đi chăng nữa, thì hãy biết rằng là nó không kéo dài quá lâu đâu. Hãy xem xét thật là kỹ với những cái hành động của mình nhá. Tiếp theo thì trong cái tuần của tụ bài số 2, mình thấy các bạn sẽ có một cái tương tác với một cái người đàn ông nào đó. Chưa rõ được cái tương tác của người này với bạn là tốt hay xấu, là tích cực hay tiêu cực, là cụ thể ra làm sao, nhưng các bạn có thể là sẽ gặp một gỡ và tương tác với một cái người như thế này. Bên cạnh đó các bạn còn lá bài này nữa, nó nói về việc đấy chính là sẽ có một ai đó họ bước vào trong cuộc sống của các bạn. Có thể chính là cái người đàn ông này, chính là cái người bước vào trong cuộc sống của các bạn. Với những cái gì mà diễn ra đối với những cái lá bài ở đây ý, thì mình cảm thấy rằng là khi mà người này bước vào trong cuộc sống của các bạn là chắc chắn họ có một cái nhiệm vụ nào đó, chắc chắn họ có một cái vấn đề nào đó hoặc là một cái gì đó, cho nên họ mới bước vào trong cuộc sống của các bạn. Còn nếu như các bạn chỉ tương tác với những cái người xã giao ở bên ngoài rồi lướt qua nhau ấy, thì nó đã không hiện lên cái lá bài đấy chính là bước vào trong cuộc sống của các bạn. Chắc là bước vào là cũng phải ở lại lâu lâu đấy, chứ phải không đâu, hoặc là ở lại mãi mãi chưa biết được. Thì mình thấy rằng là ở trong cái giai đoạn của cái tuần tụ bài số 2 này, mình thấy là có thể là các bạn sẽ khá là vô tư và kiểu giống như là sẽ không suy nghĩ gì đấy quá nhiều đâu, bởi vì các bạn biết là mọi thứ nó chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Ok, đấy là số 2 nhá. Chúng ta đến với số 3. Tại mình cắm cái dây sạc vào cái máy cho nên nó hơi rung một chút. Rồi. Tụ bài số 3 ấy, cái tuần tụ bài số 3 của các bạn cũng có những cái điều thú vị sau đây. Thứ nhất là mình thấy rằng là tiền bạc tài chính của bạn có thể sẽ thay đổi. Nó có thể là nó sẽ đến với bạn thông qua một cái
một cái khoản đầu tư cũ hoặc là một cái số tiền cũ, ví dụ như bạn đã cho ai đó vay tiền chẳng hạn, ví dụ như là bạn cho ai đó vay tiền hoặc là các bạn đã đầu tư ở trong quá khứ thì các bạn sẽ nhận lại được ở trong cái thời điểm của cái tuần tụ bài số 3 này nhá. Tiếp theo mình thấy rằng là bạn sẽ có một mối quan hệ với một cái người phụ nữ, một người phụ nữ có thể là mắt đen tóc đen đó, mắt đen tóc đen hoặc là mắt tối màu, tóc tối màu ở đây nhá, chưa rõ được cái sự tác động của cái người này, nhưng mà bên cạnh, sau khi bên cạnh cái lá Duck Woman này này thì nó lại hiện ra cái lá Apple này. Các bạn nhìn thấy cái hình con rắn ở đây không? Thật ra là cái con rắn nó luôn là biểu tượng của cái sự cám dỗ, cho nên có thể người này chính là sẽ đem đến cho bạn một cái cám dỗ nào đó để test bạn, để kiểm tra bạn đấy, cho nên bạn phải cẩn thận ở trong cái tuần của tụ bài số 3 nhá. Ví dụ như là họ nói là hãy mua bảo hiểm của họ, hoặc là hãy mua hãy hãy mua cái này mua cái kia, tư vấn này kia các thứ, nhưng mà thực chất là họ đến từ một cái đơn vị nào đó, hoặc là để họ lừa đảo các bạn chẳng hạn, hoặc là họ dụ bạn đầu tư này kia các thứ nhưng mà họ lừa đảo chẳng hạn, cho nên là hãy cẩn trọng với những cái người này nhá. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là các bạn phải tiếp theo nữa ở đây trong cái tuần tụ bài số 3 này thì mình thấy rằng là bạn có một cái nỗi buồn nào đó khá là lớn ở đây, cho nên là bạn phải hết sức cẩn trọng để tránh mắc bẫy của cái người này nhá. Thì có thể là bạn sẽ buồn vì chuyện khác, không buồn vì chuyện bị lừa nữa, không buồn vì chuyện cám dỗ nữa. Rồi, đối với số 4 thì sao? Wow, hay nha, tụ bài số 4 này đẹp nha. Tụ bài số 4 này của các bạn ấy, mình thấy là thứ nhất ấy, đang có một cái sự thay đổi đến với cuộc sống của các bạn trong cái giai đoạn tháng tuần này, cái tuần các bạn chọn tụ bài số 4 này sẽ có một cái thay đổi nào đó, những thay đổi sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Thứ hai, mình thấy rằng là có thể có những bạn ở đây sẽ có một cái hợp đồng cam kết nào đó, có những bạn sẽ là đính hôn, kết hôn với người yêu của mình, với chồng vợ của mình, có những bạn thì có thể sẽ ký kết những cái được những cái hợp đồng rất là cam kết, rất là tốt ở đây. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt với cái lá ring là biểu hiện cho cái sự cam kết nhé. Tiếp theo mình thấy rằng là đây đang một lần nữa cái lá bài Butterfly này nó khẳng định về cái việc đấy chính là đang có thay đổi đến với cuộc sống của các bạn, và cái sự thay đổi này là theo hướng tích cực, theo chiều hướng tốt đẹp nhá. Và bên cạnh đó các bạn cũng có cái lá bài cái mũ ở đây này, nó biểu hiện cho cái việc đấy chính là có thể bạn sẽ đảm nhận một cái vị trí khác, một cái vai trò khác. Mình lấy ví dụ như là trước đó thì các bạn làm cái công việc A với cái vị trí A, nhưng mà bắt đầu là công ty muốn bạn đảm nhiệm thêm vị trí B nữa, nên có thể là sẽ ký kết lại hợp đồng với các bạn chẳng hạn. Đó, nó sẽ rất là nhiều cái vị trí khác này, một cái vai trò vị trí khác này, có thể trong công việc và trong cuộc sống nhá. Có thể các bạn bắt đầu đảm nhận vai trò làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm cha chẳng hạn. Rồi, đến với số 5 ạ. Rồi. Với số 5 thì mình thấy rằng là trong cái giai đoạn của tuần của tụ bài số 5 này ấy, thì có thể là các bạn sẽ có một chút những cái bực bội. Thế nhưng mà những cái khó chịu, những cái bực bội này này nó đang khiến khiến các bạn và hướng các bạn đến cái việc đấy chính là bạn có những bài học cần phải học ở trong quá khứ thì bạn cần phải học đấy nhá. Số 2 thì mình thấy rằng là có thể là bạn bắt đầu có một cái sự thất vọng nào đó ở trong chuyện tình yêu hoặc là chuyện bạn bè, thì có thể chính cái chuyện tình yêu và chuyện bạn bè này, một trong hai cái đấy nhá. Nó không vui, nó không ổn, nó khiến cho bạn có sự thất vọng, cho nên là bạn khá là bực bội với nó. Tuy nhiên thì thông qua cái câu chuyện này, nó có những cái bài học mà các bạn cần phải học ở đây. Bên cạnh đó mình thấy rằng trong tuần của tụ bài số 5 sẽ có những cái sự kiện rất là kịch tính đến với các bạn. Nó kịch tính ở đây là nó gì? Nó vừa vui vừa buồn, nó giống như một cái cuộc phiêu lưu ấy. Nếu như mà nó tất cả toàn điều tốt đẹp thì làm sao mà gọi là phiêu lưu, đúng không? Nó phải có những cái giây phút gay cấn hồi hộp hay ho thú vị nào đó. Rồi, nói chung là cái tuần của tụ bài số 5 không dành cho những người yếu tim nhá. Tiếp theo nữa mà mình thấy rằng là cứ yên tâm là bạn sẽ nhận được những sự bảo vệ đến từ một người bạn rất là mạnh mẽ nào đó. Có thể là họ sẽ bảo vệ bạn khỏi tất cả những cái rắc rối này, hoặc cho bạn những cái lời khuyên giúp đỡ các bạn. Yên tâm. Chúng ta đến với tụ bài số 6 ạ. Tụ bài số 6. Rồi. Ok, tụ bài số 6 thứ nhất các bạn có lá finger này. Lá bài này là vẽ hình một cái tay chỉ đang chỉ như thế này. Nó biểu hiện cho việc đấy chính là đang có một cái cảnh báo của cái tụ bài số 6 này, đấy chính là bạn cần phải cẩn thận trong cái tuần của tụ bài số 6 này, bởi vì cái vấn đề đó sẽ đến trong tương lai rất là gần nữa thôi.
điều tại vì mình không biết cụ thể là nó đang cảnh báo về điều gì và trong lĩnh vực gì nhá, thì các bạn hãy chú ý nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Tiếp theo nữa, mình thấy rằng là sẽ có những cái cơ hội mới, con đường mới nó sẽ được mở ra với các bạn. Đó là những cái cơ hội và cái con đường rất là lạc quan cũng như là rất là tốt đẹp nhá. Tuần của tụ bài số 6 này các bạn cũng sẽ có một mối quan hệ, có một cái sự tương tác với một cái người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ lớn tuổi này thì cũng chưa rõ được tác động của họ là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Nhưng mà mình cảm nhận được rằng là nhờ vào cái sự tương tác với cái người phụ nữ lớn tuổi này, hoặc là chính cái người phụ nữ lớn tuổi này họ sẽ ra cho bạn một cái đề bài nào đó, hoặc là họ thử thách các bạn một điều gì đó, nhưng đến cuối cùng mình thấy rằng là bạn sẽ thành công trong việc vượt qua những cái nghịch cảnh, vượt qua những cái rắc rối và vượt qua những cái chướng ngại vật của tụ bài số 6 nhé. Tiếp đến số 7 ạ. 7 à 10 ừ 7. Ok. Tụ bài số 7 đầu tiên ý, mình thấy rằng là có thể là trong cái tuần của tụ bài số 7 các bạn sẽ nhận được một cái thông báo nào đó, cũng chưa biết là nó tốt hay xấu, cụ thể nó ra làm sao, và nó liên quan đến cái vấn đề gì thì có lẽ là các bạn phải trải nghiệm trong cái tuần tụ bài số 7 thì các bạn mới biết được. Nhưng mà điều số 2 mình thấy đây là có thể các bạn sẽ gặp một cái người mà khá là hống hách, họ khá là biểu, các bạn biết con gà trống nó gáy o o đúng không, nó bắt đầu nó cứ khoe mẽ này cái các thứ, thì đây chính là cái kiểu người như thế các bạn sẽ gặp họ trong cái tuần của tụ bài số 7. Và người này ở đây, lá bài này cũng khẳng định luôn là các bạn không nên đối đầu đối với họ, bởi vì có thể là nó chẳng đi đến đâu cả. Họ là cái người thích gây hấn, thích bạo lực hoặc là thích thể hiện này cái các thứ, tốt nhất là các bạn đừng để tâm hay là đừng đối đầu gì với họ, kệ họ, cho họ thích xòe lông xòe cánh hay là biểu hiện gì mà kệ họ đi. Bởi vì có thể tất cả những hành động của người này làm ấy, không chỉ một mình bạn ngứa mắt khó chịu đâu, mà là rất là nhiều người khác họ cũng ngứa mắt khó chịu. Nhưng bởi vì họ biết tính của cái người này là hay biểu hiện như thế rồi, cho nên là thôi tốt nhất là không quan tâm nha các bạn nhá. Tiếp theo nữa thì mình thấy là trong cái tuần của tụ bài số 7 này, có thể các bạn sẽ có cái sự quan tâm hơi nhiều liên quan đến tình dục. Thì hãy chú ý lại một chút về những cái vấn đề của bạn trong cái tuần tụ bài số 7 nha. Và cuối cùng mình thấy rằng là bạn có những cái thử thách nào đó, những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó mà các bạn cần phải vượt qua trong cái giai đoạn của tuần tụ bài số 7 nhá. Chúng ta đến với số 8 ạ. Số 8. Rồi. Số 8 đầu tiên mình thấy có một người bạn nào đó ở xa các bạn đi, họ nghĩ về bạn rất là nhiều, có thể họ nhớ nhung các bạn. Đây là người bạn ở xa, là có khoảng cách về mặt địa lý với các bạn đấy, không gặp được bạn hoặc không nói chuyện được với bạn, nên là họ rất là nhớ bạn, hoặc khi họ đang gặp khó khăn thì họ người đầu tiên mà họ nghĩ đến là bạn chẳng hạn. Tiếp theo nữa, đến với tuần của tụ bài số 8, đây chính là các bạn sẽ có một cái điều quan trọng nào đó đến với bạn. Có thể là một công việc mới, hoặc là một cái ý tưởng mới, hoặc là một cái gì đó mới mẻ nó sẽ đến với các bạn ở trong cái tuần của tụ bài số 8. Và các bạn bên cạnh đó thì các bạn có một cái lá cờ ở đây. Nó nói về việc đấy chính là đừng để cho cám dỗ nó hạ thấp cái tiêu chuẩn của các bạn. Có thể nhiều bạn sẽ không hiểu câu nói này, nhưng mình lấy ví dụ luôn, đã rất là nhiều lần ví dụ rồi, là ví dụ trong câu chuyện tình cảm đi, các bạn có 5 cái gạch đầu dòng là bạn phải gặp được một người có 5 cái gạch đầu dòng đó các bạn mới yêu hoặc là mới chấp nhận lấy làm chồng làm vợ chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế nhưng mà bây giờ bởi vì là có nhiều người họ nói ra nói vào rằng là 5 cái gạch đầu dòng đó của các bạn ấy là quá là cao rồi, là này cái các thứ rồi, bắt đầu họ giới thiệu cho bạn những cái người khác, nhưng mà những cái người đấy là cái người mà bạn không thích ấy. Đó. Thì nói về việc đấy chính là bạn đừng để cho cái cám dỗ từ những cái người xung quanh ấy, nó hạ thấp cái tiêu chuẩn của các bạn. Được chưa? Rồi, tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là hãy sử dụng cái trực giác của bạn ở trong cái tuần tụ bài số 8 này, vì nó sẽ đem đến cho bạn những cái thay đổi rất là tích cực đấy, tuyệt vời đấy. Số 9 ạ. Tụ bài số 9 đâu ạ? Tụ bài số 9 thì mình thấy rằng là bạn sẽ được, đây là tiên tri nhá, đây là những cái lá bài tiên tri nhá. Rồi, đối với, không phải là đón nhận thông điệp đâu, mà bạn đón nhận hay không đón nhận, hãy cứ lắng nghe thôi, ok. Thì mình thấy là trong cái tuần của tụ bài số 9, mình thấy rằng là các bạn sẽ được chăm sóc trong một khoảng thời gian khó khăn. Cái khó khăn này ấy, thì nó có thể là khó khăn về mặt sức khỏe, về mặt tài chính, hoặc là công việc, hoặc là gì đó. Thì có một thời điểm ấy, mình có rút được lá bài này, thì lá bài này thì hóa ra là mình bị ốm,
và mọi người chăm sóc mình đấy, kiểu như thế đó. Thì tùy trường hợp của mỗi người nha. Nhưng mà mình thấy rằng là một trong những lý do mà bạn được chăm sóc trong thời kỳ khó khăn ấy, đấy chính là có thể có một điều gì đó các bạn mong ước ấy, nó đã có thể là đã không thành ấy. Đó, cái này là cái trạc nó bị gãy này. Đó, không thành. Tiếp đó các bạn có rất là nhiều những cái tín hiệu các bạn cần phải chú ý, cảnh báo liên quan đến công việc của các bạn. Cho nên là tuần số 9 này, trong cái tuần của tụ bài số 9 này, hãy thật sự là cẩn trọng nhá. Và cuối cùng mình thấy rằng là đã đến lúc để bạn bước vào một cái tình huống mới, một cái câu chuyện mới, và bỏ lại sau lưng những cái giống như là nó không phù hợp với cuộc sống của mình nữa. Đó có thể là những cái ước mong, mong muốn nào đó nó không thành hiện thực được. Đó có thể là những cái khoảng thời gian mà có thể là các bạn đã dành thời gian để theo đuổi một thứ gì đó nhưng mà nó không đi đến đâu cả. Mình lấy ví dụ như các bạn, có những bạn đây đang bỏ việc để đi theo đuổi một cái đam mê nào đó. Thế nhưng mà cái đam mê đấy hiện tại nó chưa thể thành công và nó chưa thể đem đến cho bạn tiền bạc được, thì các bạn vẫn buộc phải quay về với công việc của mình. Đó, khi mà bạn xây dựng mình ổn định rồi thì bắt đầu bạn mới có thể theo đuổi cái đam mê đó chẳng hạn. Đã đến lúc để bạn bước vào một cái tình huống mới ở đây. Rồi, và số 10 ạ. Ok. Rồi. Đầu tiên của tụ bài số 10 này, mình thấy là có ai đó sẽ cố khiến cho bạn ấy phải làm một điều gì đó mà bạn không thích. Họ có thể là họ yêu cầu bạn, rồi họ nói này nói kia, rồi họ giận dỗi này kia các thứ để buộc bạn làm một cái điều mà bạn không thích nhá, trong tuần tụ bài số 10 này nhá. Số 2, mình thấy rằng là trong tiếp theo đến đối với cái tuần của tụ bài số 10 đấy, đấy chính là mình thấy rằng là nó sẽ liên tục diễn ra những cái sự kiện, và những cái sự kiện đấy thì nó có cái sự móc nối với nhau, giống như là những cái xích ở đây này. Đó, một loạt cái sự kiện nó sẽ diễn ra liên tục. Tiếp theo nữa, mình thấy rằng là sẽ có một cái sự kiện nào đó rất là kịch tính đến với bạn trong tuần của tụ bài số 10. Kịch tính ở đây thì mình nghĩ là nó cũng khá là hứa hẹn. Đó có thể là những cái buổi hẹn, buổi party hay là gì đó, hoặc là một cái gì đó rất là bất ngờ, ngạc nhiên cho các bạn, vì nó đem đến cho bạn sự kịch tính mà. Và cuối cùng mình thấy rằng là đang có một cái con đường dẫn đến tiền bạc ấy đang đợi bạn khám phá phía trước. Nó có thể đang ở dạng tiềm năng rồi. Cái điều quan trọng là có thể là hãy tinh ý một chút trong việc là khám phá xem cái con đường đấy nó đang ở đâu, nó là cái gì, để mình có thể khám phá nó, khai thông nó, và để đi trên cái con đường này đem đến tiền bạc cho chúng ta nhá. Rồi, và đó là tụ bài số 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.